Cha này thì thích phiêu bồng thôi, nên cái nét của cha là từ mấy núi à, cha... sướng khỏi à. Nước giống cái tính thủy mạc của đó, hồi nãy nói là thủy mạc á, cha này thủy mạc á, cha không có gì khác hết. Bốn người có bấy nhiêu thôi mà biết nhiêu là xài cả đời luôn á chứ đùa, đúng không? Một bút pháp thôi, đừng có nhiều, đi đúng một trường phái thôi. Ví dụ anh này đi đúng trường phái ra chăm, đem cái mạnh chăm. Ok, bây giờ anh sẽ nói nè, hôm nay anh sẽ quay phim anh nói về trường phái cho em nghe, rồi em với anh cùng chơi với trường phái. Anh nói thiệt, anh đang cần cái trường phái, nếu chơi được thì chơi. Trường phái của mình là trường phái gì đó thì mình sẽ tự nói và tự anh sẽ build up, hiểu không? Quan trọng nhất là khán giả khi người ta sở hữu bức tranh của mình sẽ hiểu được tác giả đang muốn nói gì. Vậy thôi. Còn cái chuyện trừu tượng đã thật nó đơn giản rồi, ai cũng biết rồi, muốn hiểu thì hiểu, không hiểu thì khó hiểu. Rồi, như thế này, anh đang làm. Bây giờ cho anh hỏi thăm nè. Anh là khán giả, anh không biết, nhưng làm sao để cho anh được hiểu bức tranh sở hữu, anh giúp giùm anh. Em giúp giùm anh được không? Bây giờ mọi cái việc nó đều được em bày tỏ hết cái này rồi. Vậy những cái vật này nó có thức không? Thức á, thức á, thức nghe thì nó có thức hay không thức? Không em, thường thường bây giờ nè, vài cái tránh tư tưởng á thì nó cũng bắt theo một số quy luật, là như từng lớp từng màng màu để tạo ra hình bố cục của bức tranh. Và khi vẽ thì mình bắt được cái không phải là cái nội dung của bức tranh như thế nào, mà là mình cảm nhận được cái màu sắc và cái đường này ngay chỉ lúc mình vẽ. Rồi cho anh cho hỏi em. Em có làm gì nữa, anh phải cho anh phim. Ngồi xuống. Ngồi, anh nó đặt đâu lại ngồi đó. Em thấy à? Đúng à? Vậy thì cái việc của anh á, đang làm một cái chương trình rất đơn giản này, là nhà làm, đoàn làm phim một người. Thế anh thay đổi bố cục chưa? Anh đặt hai cái ghế là biết bố cục nằm đâu rồi, đúng không? Vậy thì hôm nay anh qua đây, khán giả của cộng đồng Radio Cộng và tất cả mọi các bạn xem cái chương trình của cộng đồng. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ thêm về một cái lĩnh vực hầu hòa, đó là lĩnh vực hầu hòa về tranh trừu tượng. Tuy nhiên thì ngày hôm nay có bạn Nhật là tốt nghiệp sư phạm mỹ thuật Huế, ngành họa sĩ. Bạn đã vào Sài Gòn và đang hoạt động trong này. Và bạn đó đã có thời gian cộng tác với lại họa sĩ Ngô Lực. Và ngày hôm nay bạn đến phim trường của hãng phim Sơn An để thực hiện một loạt tranh trừu tượng của họa sĩ Ngô Lực để phục vụ cho một số khách sạn 5 sao. Và qua tái những cái mảng khối mà nó bê tông như vậy, thì chính những bức tranh trừu tượng này nó sẽ giúp cho nó nhẹ đi khi người bước vào những khối bê tông đó. Đó là mục đích của cái khách sạn mà người ta yêu cầu. Vậy thì với bạn Nhật,
Xin mời bạn giới thiệu họ và tên và nguyên quán và công việc của bạn. Và ngày hôm nay bạn vẽ một bức tranh trụ tượng. Thì tôi là chủ của cái phim trường này thôi, nhưng mà tôi cũng hơi tò mò, bởi vì tôi làm nghề điện ảnh nên tôi muốn tôi hiểu hơn về hậu họa để chúng tôi cùng với nhau thực hiện những cái hình ảnh tốt hơn. Và xin mời bạn. Vâng, chào em. Vâng. Em á là Nguyễn Tuấn Nhật. Ừ. Và xuất phát từ mảnh đất Quảng Trị. Ừ. Thì khi mà học xong lớp 12 á, mà chọn đi theo cái con đường nghệ thuật này á, là có một số lý do. Và tại sao mà không đi theo hội họa hay là mỹ thuật ứng dụng mà lại phải đi theo sư phạm, trong khi từ ngày ra trường đến giờ chưa đi chạy ngày nào? Thì đó là do một số vấn đề kinh tế của gia đình. Thì mình cũng được phải học những cái cao cấp hơn như là hội họa hay mỹ thuật ứng dụng để mà liên quan tới tranh nhiều hơn. Thì mới đi học sư phạm là vì nó miễn phí, học phí mà. À, vậy thì nhà em nghèo lắm đúng không? Nhà nghèo hay sao mà phải cần học phí? Dạ, nghĩa là lúc đó là nhà vùng kinh tế giai đoạn đó là vùng khó khăn. Khó khăn nữa nghèo đi. Thì miền Trung mà nó chỉ nghèo cho nó dễ hiểu. Mà thì cơ hội mà để tiếp xúc được nhiều tranh ảnh á, thì đến sư phạm nó không được nhiều. À. Khi đi học nó cũng học ngắn gọn một số thứ thôi, sư phạm nó sẽ học ít hơn so với hội họa hay mỹ thuật ứng dụng. Những ngành khác học 5 năm nhưng mà sư phạm chỉ học được 1 năm. Thì sau khi mà ra trường á, thì vẫn nói thật ra là chỉ thích vẽ chứ không thích đi dạy. Thì lúc đó là cũng có cơ hội để mà tiến thân, cũng không gặp duyên hay là gặp một người đàn em nào có thể hỗ trợ dựa theo cái khả năng mình có thể làm được. Thì suốt 8 năm trời, từ năm 2009 từ năm 2009 tới năm 2013, 4-5 năm đó, em nhớ là vậy đó. Thì em không đụng tới màu sắc, không đụng tới gì, không đụng tới gì cả. Nhưng thật may mắn khi lên mạng á, gặp được anh Ngô Lực tuyển người làm á. Lúc xưa anh có một cái xưởng tranh trụ tượng, thì lúc đó em mới xin vào đó làm. Và với cái mức lương lúc đó là 4 triệu một tháng, thì vào đó làm. Cái mức lương thì cũng chẳng có gì hầu hiện khi mà sống ở đất Sài Gòn, mà khi thuê cái nhà trọ là 1,5 triệu. Thì có 2,5 triệu để sinh sống trong một tháng đó. Và em đi làm được một tháng. Khi bước vào làm thì cũng vì từ lúc đi học ra mình không biết gì gọi là tranh trụ tượng, mà mình cũng chẳng biết gì về những cái thể loại tướng khác, không có cơ hội để nghiên cứu. Thì từ đó bắt đầu có những nỗ lực dẫn dắt á, thì bày cho cách làm sao để làm nên được bức tranh mảng màu phải như thế nào, đường nét như thế nào để tạo được cái duyên và tạo được cái phần khích trong con người mình đặt lên bức tranh. Thì trong một tháng đó, từ một người không biết gì về tranh và cũng chỉ là tập lọt tranh và tập lọt mạng màu để tạo ra cái bộ cục như vậy đó, để rồi bắt đầu Ngô Lực và em vẽ tiếp. Thì từ đó khi mỗi lần mình được vẽ thì mình đều có xem, mình có nắm bắt được một số cái kỹ thuật. Và hôm nay vẽ lên bức tranh này ở tại đây.
Giờ hỏi cái phim này có chủ đề không? Có thông điệp không? Hay là ai muốn hiểu gì hiểu? Thực chất cánh trâu tường á, thì nói rõ hơn về cái cánh trâu tường á, là cái nội dung á, thì mỗi người sẽ để tạo ra cái sự tò mò của mỗi người mỗi khác, và mỗi người sẽ cảm nhận mỗi khác do cái đời sống ngay thương của người ta, nào tình cảm xúc tác của mọi thứ xung quanh đối với người ta sẽ tạo ra họ suy nghĩ khi họ nhìn thấy cái đường nét như vậy. Và một bức tranh như vậy 100 người thì chắc chắn rằng cái nội dung 100 người đó đều phải khác nhau khi nhìn vào một bức tranh. Và cái tranh trâu tường á, đặc biệt á, là nhìn mãi mà vẫn không thấy nó ngáng, cảm giác là nhìn không ngáng á, để tạo cảm giác cho người ta nhìn không ngáng. Bởi vì hôm nay người ta gặp cái chuyện như thế này, người ta suy nghĩ ở đây là bức tranh nói về cái vấn đề A, thì hôm mai người ta gặp chuyện khác thì người ta nhìn lại bức tranh nói à thì không phải là như ngày hôm qua mình nghĩ, cái bức tranh này nói chuyện B chứ không phải là chuyện A nữa. Nghĩa là nó sẽ dựa theo cái tâm lý của cái người xem để tạo ra cái nội dung. À, chắc chắn là các bạn cũng đang chờ đợi bức tranh của tác giả đã vừa nói, mà tôi là người sở hữu bức tranh này bởi vì tác giả có muốn nhảy gì đây? Bức tranh này làm gì? Để kỷ niệm anh giống kỷ niệm cho ai? Anh Việt. À, kỷ niệm tôi nên anh tôi nói tôi sở hữu thôi. Bài tôi sở hữu thì tại vì tôi chỉ có một thôi. Nhưng mà nếu gia đình tôi 10 người thì 10 người sẽ hiểu bức tranh này thêm 10 cách khác nhau. Và tác giả là người thứ 11. Vậy thì tôi cũng không muốn nói cái chủ đề hay thông điệp. Tuy nhiên, đối với tôi là người đang sở hữu thì tôi muốn chia sẻ cái cảm của tôi qua bức tranh này vừa cùng với các bạn xem các bạn đồng ý không? Tác giả đồng ý không? Để tôi kể câu chuyện của tôi. Bởi vì tranh trụ tượng là hoàn cảnh của người đặt vào đó chứ không phải là tác giả đặt cho người. Đúng không? Thì bạn như thế nào bạn hiểu như vậy? Thì bây giờ tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu cái này như thế nào nhé. Vâng, tôi đang zoom bức tranh lại gần cùng các bạn nhìn rõ hơn. Và tôi sẽ cùng anh ấy chia sẻ bức tranh này theo cách nhìn của những người trong nghề. Ha. Rồi, ok. Vậy, bây giờ anh ngồi đây. Anh đừng có qua chỗ này nữa nha, để chúng tôi đang cảm nhận tranh nha. Rồi, nè, đó, đây, ngồi đây. Vô để ta thấy hình, ok. Em xích vào, anh đặt bút cục mình xoay rồi. Đó, anh sợ, em xích vào nữa, không sao. Đó, rồi, ok. Bức tranh này các bạn nhìn thấy như thế này. Tôi mới vừa nhìn vào này, tôi nhìn bức tranh này tôi đang vui vui. Vui thứ nhất á, là tôi trên việc. Anh chơi con vịt. Ở đây nè, bỏ con vịt này thấy không? Anh kéo con vịt này là chịu việc đó. Đã đúng vậy không? Nè các bạn thấy cái đúng vậy không nè? Đây nè. Thì tưởng tượng tôi thấy tượng đó là tôi thấy vậy. Thì tôi chịu việc cũng có lý kệ. Nhưng tôi á là chữ việc mà trong cái nghĩa chữ việc chiếc tự là vượt. Vượt là đi. Chạy. Anh chơi cho tôi luôn chiếc giày, chiếc ủng á, cái này luôn, mà đặt lên cái chân vịt nữa. Trời, tôi nhìn bức tranh này tôi còn thấy vui. Vậy còn bao nhiêu cái đường nét, bao nhiêu cái họa tiết đó để nó tạo thành cái, còn mà bố cục chính mà tôi nhìn thấy hai cái khối này thì tôi thấy là
chiếc giày và hình thức hình ảnh một con vịt. Thì đó là cái ý của tôi đó. Thì không biết anh thấy vì ta nói là cái bức tranh nó một người dài cảm thấy để biết tôi cảm thấy tôi dạ dạy đâu có biết chữ Việt là chữ vượt đâu. Vậy anh vẽ ra chiếc giày tôi nói chiếc giày là vì nó bằng tới cái chữ Việt mà nó bằng tới cái hình chữ con vịt là Việt V mà là tôi là chữ Việt hay gọi là chữ vịt đó. Anh chơi tôi, anh tặng tôi không biết vẫn gạt hết kẹt. Cảm ơn. Hôm nay bức tranh này cũng là một cái món quà của anh Nhật, Nguyễn Tuấn Nhật. Tuy thời gian rất ngắn và tình cảm chúng tôi thì nó, anh em văn nghệ sĩ thì nó cũng đơn giản lắm. Nhìn nhau biết họp hay không à. Cũng qua 3 ngày làm việc với anh Nhật, tôi tin tưởng rằng với những cái bút pháp và những tình yêu của cái hội họa, với cái kiến thức ảnh học ở tại Đọc Sư Phạm Huế Mỹ Thuật, tôi hy vọng rằng với không gian của hãng phim Sơn An và kể cả với lại cái những sự quan tâm của cộng đồng Euro Cộng, tôi hy vọng các bạn hãy ủng hộ cho những người như anh Nhật là những người yêu cái đẹp và muốn thể hiện trong hòa bão. Hoàn cảnh thì ở Quảng Trị xa xôi, gia đình thì khó khăn, hồi nãy anh nói khó khăn thì thật là nghèo. Người ảnh không thể, gia đình ở miền Trung không có thể gọi là gia đình giàu được. Mà những người nghèo là lại đi học nghệ thuật là lại càng tốn kém hơn nhiều. Vậy chúng tôi, những con người được xuất thân ra từ những gia đình làm nông, nhưng cái tinh thần làm nông đó mà chạm vào nghệ thuật quá là khó. Nhưng ngày hôm nay anh đã chạm được vào đất Sài Gòn, và anh chạm được hãng phim Sơn An, và anh đã chạm được với cộng đồng Euro Cộng. Và điều hơn ai hết, anh đã chạm vào tôi. Tôi là giảng viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang hướng dẫn cho tất cả các sinh viên chúng tôi về ngôn ngữ hình. Thì trong ngôn ngữ hình mà chúng tôi đang học, đang hướng dẫn sinh viên là loại hình nghệ thuật thứ 7. Thì trong loại hình nghệ thuật thứ 7 thì trong đó tất cả các loại hình nghệ thuật số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 đều có liên quan mật thiết với nhau để tạo nên số 7. Chúng tôi có đất để dùng bỏ. Vậy với hội họa, với điêu khắc, với kiến trúc là những loại hình nghệ thuật số 3, số 4, số 5. Vậy thì tất cả những cái đó nó hầu đủ để chúng tôi tạo cho chúng tôi một cái cơ sở dữ liệu về bối cảnh để chúng tôi tìm ra thấy được hình ảnh. Vậy cảm ơn và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình sắp đến. Và cảm ơn cộng đồng Euro Cộng và cảm ơn các bạn xem chương trình. Tuy nhiên nãy giờ các bạn thấy nó hơi bề bộn với sự xuất hiện của một nhân vật qua lại. Và đến bây giờ tôi xin kết thúc số hội họa về cái chương trình tranh từ từ. Và xin mời các bạn tiếp tục đấu xem số tiếp theo với vị khách mời, đó là diễn viên điện ảnh Trần Lộc. Xin mời các bạn đấu xem. Cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi chia sẻ. Cảm ơn.